ba mối họa tiềm ẩn trong cuộc đời của Đinh Mùi, sinh năm 1967, chưa ai từng tiết lộ, tránh được là con cháu được nhờ, gia đình bình an, giàu sang trọn kiếp. Phá quân tâm tính hồ đồ, kiếp sát sự ba đào mênh mông, xem trong nhân tính đã xong, lại tính cho thấu các cung ngũ hành, tường chân tính nhận chân hình. Chẳng nên chấp nhất lựa mình mà suy, ví như thuộc thổ tử vi, tính trì mà gặp hỏa thì lại nhanh, thiên phủ vốn tính hòa lành, song gặp không kiếp thờ rằng khắc thân. Chào mừng quý cô bác cùng anh chị đã quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi. Cô bác tuổi Đinh Mùi kính mến, trong lá số tử vi ngày hôm nay, chúng tôi xin cảnh báo về ba hiểm họa tiềm ẩn về cuộc đời tuổi quý cô bác mà chưa từng có ai tiết lộ. Quý cô bác có bất cứ câu hỏi nào về vận mệnh tài lộc của mình thì đừng ngại, hãy để lại ngày tháng năm sinh và giờ sinh trong phần bình luận ở dưới video này để ban biên tập chương trình giải đáp cho quý cô bác trong thời gian sớm nhất và hoàn toàn miễn phí nhé. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh để được cập nhật những video hay và hữu ích sớm nhất. Còn bây giờ không để quý cô bác phải chờ lâu hơn nữa, ngay sau đây là luận giải chi tiết. Ba mối họa tiềm ẩn trong cuộc đời của Đinh Mùi, sinh năm 1967, chưa ai từng tiết lộ, tránh được là con cháu được nhờ, gia đình bình an giàu sang trọn kiếp. Đinh Mùi 67 hãy lại đây, lắng nghe câu chuyện cuộc đời này, một người sinh ra trong khó nhọc, với những hy vọng ước mơ xa, từ nhỏ bạn đã có tài hơn, không chỉ chăm học việc cũng làm. Bao nhiêu khó khăn bạn đều cố, mai này trưởng thành sẽ vang danh. Đinh Mùi 67 bạn trưởng thành, vươn lên rất nhanh trước thử thách, bạn đã cống hiến trong lành mạnh, với sự nhiệt huyết và chân thành. Công việc bạn đã đạt thành tựu, bạn trở thành người đóng góp cho quê hương, cùng với tài năng và kiên cường, bạn đã làm nên điều vĩ đại. Cuộc đời Mùi sinh năm 67, còn có gia đình và người thân. Bạn là mẹ là cha đáng tin cậy, luôn thương con và chăm sóc vỗ về. Đinh Mùi ơi, cuộc đời đã trải qua, với thăng trầm cùng niềm trăm ngã, bạn vẫn luôn vững bước không ngục ngã. Lòng kiên định giúp bạn mãi bay xa, Đinh Mùi ơi xin chúc mừng bạn nha. Với cuộc đời trải qua nhiều thành tựu, tiếp tục nha, nhưng hãy dịu mình xuống, đến lúc rồi phúc báo hưng lộc đời vinh hoa. Đầu tiên, tổng quan tính cách tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Đinh Mùi là một người có chí tiến thủ mạnh mẽ và tinh lực dồi dào. Bạn có trí lực nhạy bén, luôn nắm bắt được những thay đổi và cơ hội trong cuộc sống, trong quan hệ tình người. Đinh Mùi luôn đáng tin cậy và chân thành. Bạn có lòng dạ rộng rãi, cởi mở và dí dỏm, luôn tạo ra môi trường vui vẻ và thoải mái cho mọi người xung quanh. Đinh Mùi có quan niệm thiện ác phân minh, hiểu rõ sự khác biệt giữa cái tốt và cái xấu, luôn hành động đúng theo quan niệm đó. Đinh Mùi sống lạc quan và dũng cảm, dù gặp khó khăn và đối mặt với hoàn cảnh đói nghèo, Đinh Mùi không bao giờ đánh mất niềm tin và hy vọng. Đinh Mùi luôn tỏ ra giỏi tự lực cánh sinh, không sợ khó khăn và có khả năng tạo điều kiện cho bản thân sống tự do và thoải mái ung dung tự tại. Với khả năng ăn nói và biện bạch có lý lẽ, Đinh Mùi luôn thể hiện sự thông minh và khả năng thuyết phục người khác. Bạn có thể dễ tiếp thu cái mới, nhanh nhạy trong công việc, Đinh Mùi luôn mở lòng để học hỏi và áp dụng những kiến thức mới vào công việc của mình. Người tuổi Đinh Mùi thường có sự quyết đoán và quyết tâm trong việc đạt được mục tiêu của mình. Họ có thể tỏ ra kiên nhẫn và kiên trì trong việc vượt qua khó khăn và đạt được thành công. Đinh Mùi có trí tuệ sắc bén và khả năng quan sát tốt. Họ thường có khả năng nhận biết và phân tích thông tin một cách nhanh chóng và có thể áp dụng kiến thức của mình để đưa ra quyết định thông minh. Bên cạnh đó, bạn còn có tính sáng tạo và linh hoạt trong việc giải quyết vấn đề và đối phó với thay đổi. Họ có khả năng tìm ra giải pháp độc đáo và ứng dụng các phương pháp linh hoạt để đạt được kết quả tốt. Một ưu điểm khác của người tuổi Đinh Mùi là sự hào phóng và lòng nhân ái. Họ có thể có lòng tốt và sẵn lòng giúp đỡ người khác khi cần thiết. Sự thông cảm và tình yêu thương của họ có thể tạo ra một môi trường ấm cúng và hỗ trợ cho những người xung quanh. Tóm lại, Đinh Mùi là một người có tinh thần lạc quan, sở hữu nhiều phẩm chất tích cực và có thể thích nghi, thành công trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Tuy nhiên, Đinh Mùi cũng có một số nhược điểm khiến họ đi chậm lại so với vận trình của mình. Đinh Mùi thường xuyên đối mặt với khó khăn và dao động trong cuộc sống. Khi gặp những tình huống khó khăn, bạn thường có tư tưởng đứng núi này trông núi nọ, tức là Đinh Mùi không biết thỏa mãn với vị trí những thứ mình đang có, mà luôn so sánh và nhòm ngó tới những thứ ở xung quanh. Họ cho rằng những thứ mình đang có không tốt bằng, nên muốn đổi sang cái khác. Bạn có một số sở thích chơi bời và thích sinh hoạt xa hoa. Bạn thường buông thả và tùy hứng trong tình cảm, tình yêu vốn quý giá thiêng liêng, đừng mang nó ra làm trò đùa. Rồi sẽ có ngày nó như con dao hai lưỡi quay đầu lại cắt, bạn ngọt xớt đầy. Người Đinh có thể thiếu kiên nhẫn và nhân nhượng trong một số tình huống. Họ có thể muốn nhanh chóng thấy kết quả và thiếu sự kiên trì khi đối mặt với thử thách hoặc khó khăn. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng họ đạt được mục tiêu lâu dài và giao tiếp hiệu quả.
Trong các mối quan hệ, người tuổi Đinh Mùi có thể có xu hướng có cảm xúc dễ thay đổi và không ổn định. Điều này có thể làm cho họ khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc, gây ra những biến động không cần thiết trong mối quan hệ và công việc. Một nhược điểm khác của Đinh Mùi có thể là tính cố chấp và bướng bỉnh. Họ có thể khá khó thích nghi với thay đổi và thường muốn theo đuổi ý kiến riêng của mình, mà không chịu lắng nghe hoặc chấp nhận ý kiến của người khác. Đinh Mùi còn có thể dễ bị cuốn vào cảm giác tự mãn và tin rằng họ đã đạt được một mức độ thành công đáng kể. Điều này có thể khiến họ thiếu sự phấn đấu và không muốn tiếp tục phát triển bản thân. Lưu ý rằng, đây chỉ là cái nhìn tổng quát và không phản ánh đúng tất cả những đặc điểm và tính cách của mỗi người trong nhóm Đinh Mùi. Mỗi người đều có yếu tố cá nhân và tương tác với môi trường sẽ ảnh hưởng đến đặc điểm của họ. Tiếp theo, ta cùng tìm hiểu về phương diện sự nghiệp của Đinh Mùi, sinh năm 1967. Theo luận giải tử vi của giới huyền học, nhìn chung sự nghiệp của Đinh Mùi không được bằng phẳng. Đinh Mùi sinh ra và lớn lên trong môi trường xã hội khắc nghiệt, vùng nông thôn nghèo đói, khu vực bị chiến tranh xung đột ảnh hưởng. Điều này có thể gây ra những khó khăn và hạn chế trong việc tiếp cận giáo dục, công việc và cơ hội phát triển cá nhân. Trong quá trình lớn lên, Đinh Mùi có thể gặp phải những trở ngại và thách thức khó khăn như vấn đề sức khỏe, tài chính, mối quan hệ xã hội hoặc sự cạnh tranh khốc liệt trong công việc. Những khó khăn này có thể tạo ra áp lực và ảnh hưởng tới sự bình an, thành công của họ. Trong công việc, Đinh Mùi thường được biết tới với tính cách mạnh mẽ, kiên nhẫn và kiên trì. Họ có lòng quyết tâm và sẵn lòng đối mặt với những thách thức và khó khăn trong sự nghiệp. Sự bền bỉ và cống hiến của họ có thể giúp họ đạt được thành công. Đinh Mùi có khả năng nhìn xa trông rộng và có tư duy sáng tạo. Họ thường có khả năng phân tích tình hình và đưa ra những giải pháp đột phá. Sự thông minh và sáng tạo của họ có thể giúp họ đạt được sự nghiệp thành công và có sự khác biệt. Người tuổi Đinh Mùi thường có khả năng lãnh đạo xuất sắc. Họ có thể thấy được tiềm năng trong người khác và biết cách tạo ra một môi trường làm việc tích cực và động lực. Kỹ năng lãnh đạo của họ có thể giúp họ đạt được địa vị và thành công trong vai trò quản lý và lãnh đạo. Sự thành công trong sự nghiệp thường phụ thuộc vào kiến thức và kỹ năng chuyên môn. Người tuổi Đinh Mùi có thể đầu tư vào việc học hỏi và phát triển bản thân. Trong lĩnh vực công việc của mình, sự hiểu biết sâu về lĩnh vực và khả năng áp dụng kiến thức vào thực tế có thể giúp họ đạt được thành công chuyên môn. Đặc biệt, Đinh Mùi có khả năng xây dựng mạng lưới quan hệ mạnh mẽ và có ý thức về tầm quan trọng của việc kết nối với người khác. Quan hệ tốt và đáng tin cậy có thể giúp họ tìm kiếm cơ hội và hỗ trợ từ người khác trong sự nghiệp của mình. Đinh Mùi là người làm công ăn lương, thì giờ họ vẫn có xu hướng theo đuổi công việc của mình, một phần vì kiếm kế sinh nhai, phần khác là vì họ cũng chưa muốn nghỉ ngơi, họ vẫn có thể làm việc được. Với Đinh Mùi làm kinh doanh, đa phần công việc kinh doanh vẫn thuận lợi, tuy nhiên vẫn có một số Đinh Mùi do không cập nhật thời thế, không trau dồi bản thân, không theo xu thế thời đại, nên bị tụt hậu, khách hàng đến ít nên tiền kiếm được chẳng đủ để thuê quầy thuê quán, từ đó thua lỗ nặng nề, thất bại thảm hại. Còn đối với người làm công chức nhà nước làm lãnh đạo, bạn chuẩn bị về hưu, hoặc nếu bạn là nữ thì cũng đã về hưu rồi. Khi về hưu, chế độ hưu trí có thể không đủ đáp ứng, hoặc họ muốn làm việc gì đó cho vui vẻ thì họ cũng sẽ tìm kiếm một vài công việc để làm thêm, hoặc có thể tìm kiếm những hoạt động mới mà họ đam mê. Điều này có thể bao gồm tham gia vào những sở thích cá nhân như nghệ thuật, du lịch, hoặc thậm chí khởi nghiệp một dự án riêng. Việc tìm thấy niềm đam mê mới sẽ giúp họ tiếp tục tận hưởng cuộc sống và phát triển sự nghiệp theo hướng khác. Còn với Đinh Mùi nam mạng, bạn vẫn cố gắng trong quãng thời gian làm việc còn lại của đời mình. Trước khi về hưu, bạn vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên tôi tin chắc rằng, lúc này bạn đã thấy mệt rồi đúng không nào? Bạn không còn nhiệt huyết, khí thế hừng hực như lúc còn trẻ nữa đúng không? Kinh qua 3/4 cuộc đời này rồi, bạn mệt là đúng. Lúc này bạn có thể sống chậm lại được rồi. Nhiệm vụ của quý mệnh chủ bây giờ là sống vui, sống khỏe và sống có ích là được. Hãy dành thời gian và chú trọng vào sức khỏe của bạn, tham gia hoạt động thể dục nhẹ nhàng như đi bộ, yoga, bơi lội hoặc các lớp thể dục nhóm. Bảo đảm bạn có chế độ ăn uống lành mạnh và điều chỉnh theo nhu cầu cơ thể, dành thời gian để thực hiện những sở thích cá nhân mà trước bạn không có đủ thời gian để thực hiện. Ngoài ra, dựa vào kinh nghiệm mấy mươi năm qua, bạn có thể truyền đạt những kinh nghiệm của mình cho con cháu, cho những người cần thiết để giúp họ thành công hơn trong cuộc đời. Vậy, phương diện tình duyên, gia đạo của Đinh Mùi như thế nào? Mời quý cô bác cùng chiêm nghiệm ngay sau đây. Đường tình duyên của Đinh Mùi nhìn chung không được như mong muốn. Hầu hết Đinh Mùi thay vì được tự do lựa chọn người mình yêu, thì họ lại bị phụ thuộc rất nhiều vào sự sắp đặt của gia đình hay môi trường xung quanh. Có những Đinh Mùi đến đêm tân hôn thì mới biết mặt vợ hoặc chồng của mình. Giai đoạn đầu sống chung có thể khó khăn đối với cả hai người.
Nhưng sau một thời gian họ tìm được điểm chung và sống hòa hợp với nhau hơn, thậm chí rất nhiều cặp đôi rất hạnh phúc, vợ chồng đồng lòng làm ăn, con cái chăm ngoan hiếu thảo. Tuy nhiên vẫn có một số bộ phận nhỏ, do quan điểm sống quá khác nhau, nên đinh mùi đã tan vỡ trong hôn nhân, điều này thật đáng tiếc. Song vẫn có những đinh mùi, mặc dù có sự can thiệp mạnh mẽ từ gia đình hoặc môi trường xung quanh, họ vẫn có khả năng tự quyết định và định hình cuộc sống của mình. Hầu như những người này đều được chọn bạn đời ưng ý. Tuy nhiên, một số người cũng vẫn tan vỡ, dù đã chọn lựa rất kỹ càng, nhưng cũng không sao đinh mùi ạ. Không hợp ta có thể rời bỏ, chứ cố gắng mà không khá lên, chỉ tệ đi, thì chấm dứt có lẽ lại là điều đúng đắn. Về gia đạo, đinh mùi thường đặt gia đình là trọng tâm của cuộc sống, đặt lợi ích gia đình lên trên hết. Đinh mùi có hai phẩm chất đạo đức đáng quý, xứng đáng là con người của gia đình, đó là có hiếu và trung thủy. Họ có hiếu với cha mẹ và có lòng trung thực tử tế, tôn trọng đối với người vợ hoặc chồng của mình. Vì là người coi trọng chữ hiếu, nên đinh mùi cũng nuôi dạy con cái sống có hiếu. Họ vô cùng chăm lo cho con cái của mình, mặc dù trong những năm tháng đói khổ, kinh tế gia đình chưa được dư giả. Nhưng đinh mùi cũng cố gắng lo cho các con của mình bằng bạn bằng bè, không kém một ai. Bởi vậy nên sau này con cái của họ rất thành công và có hiếu với họ. Tuy nhiên, vẫn còn một số đinh mùi rất nóng tính trong việc nuôi dạy con cái, nên cũng cần phải bình tĩnh, khéo léo ứng xử, dĩ hòa phi quý với những thành viên trong gia đình. Tiếp theo, về phương diện sức khỏe của đinh mùi, sinh năm 1967. Đinh mùi thường có sức khỏe tương đối khỏe mạnh, họ có thể có một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh, chống chọi được với các bệnh tật thông thường. Điều này được thể hiện rõ nhất thông qua một dịch Covid vừa qua, thời điểm đó có vài triệu người trên thế giới đã không qua khỏi, mà giờ đây đinh mùi vẫn ngồi đây, thì chứng tỏ sức bạn khá tốt rồi, chỉ trừ một số người mắc bệnh bẩm sinh thôi, còn những căn bệnh vặt vãnh theo mùa thì ai cũng gặp. Tuy nhiên, khi tiến dần đến tuổi già, đinh mùi hãy lưu ý một số căn bệnh sau đây để biết cách phòng ngừa. 1. Bệnh tim mạch. Bệnh tim mạch bao gồm các bệnh như đau ngực, đau tim, đột quỵ và bệnh mạch vành. Tuổi tác có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch do quá trình lão hóa và tích tụ mỡ trong động mạch. 2. Bệnh tiểu đường. Tuổi tác là một yếu tố nguy cơ cho bệnh tiểu đường. Sự mất cân bằng trong quá trình điều chỉnh đường huyết có thể gây ra bệnh tiểu đường loại 2. 3. Bệnh xương khớp. Bệnh xương khớp như loãng xương và viêm khớp thường xảy ra khi tuổi tác tăng lên. Sự giảm mật độ xương và mất chất vô trơn trong khớp có thể gây ra triệu chứng khó chịu và giảm khả năng vận động. 4. Bệnh Alzheimer và các rối loạn tâm thần. Tuổi tác có thể tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và các rối loạn tâm thần khác như chứng mất trí nhớ, chứng sa sút trí tuệ và trầm cảm. 5. Bệnh ung thư. Nguy cơ mắc các loại bệnh ung thư như ung thư phổi, ung thư ruột kết, ung thư vú và ung thư tiền liệt tuyến cũng tăng lên khi tuổi tác tăng. Để duy trì sức khỏe tốt khi tuổi về già, đinh mùi hãy thực hiện các biện pháp phòng ngừa như duy trì một lối sống lành mạnh, ăn uống cân đối, thường xuyên vận động, kiểm tra y tế định kỳ và tuân thủ các chỉ định y tế từ bác sĩ. Có rất nhiều hoạt động bổ ích dành cho người già như câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ hát, câu lạc bộ thiền, câu lạc bộ tập yoga, đinh mùi có thể tham khảo nhé. Quý cô bác tuổi đinh mùi kính mến, nếu quý cô bác hữu duyên nghe được ba hiểm họa sau đây về mình để tránh được thì hẳn là quý cô bác cực kỳ may mắn. Hiểm họa thứ nhất, con cái. Đôi khi người sinh năm đinh mùi có thể đặt quá nhiều áp lực và kỳ vọng lên con cái, điều này có thể gây ra áp lực cho con cái, khiến cho họ không kịp tìm hiểu kỹ và trau dồi kiến thức, nên rất dễ xảy ra tình huống mất tiền, mất của do quyết định đầu tư sai lầm. Một bộ phận khác là gia đình giàu có, tiền tiêu thả ga, nên con cái sinh ra vốn ăn sung mặc sướng, ăn trắng mặc trơn, không phải động tay động chân vào bất kỳ việc gì. Nên khi có sóng gió xảy ra trong cuộc đời, có những người con đã 30 tuổi rồi, vẫn chưa thể đứng vững trên đôi chân mình được. Điều này làm cho những người làm cha làm mẹ tuổi đinh mùi vô cùng sầu khổ. Ngược lại điều đó, thì có những gia đình tuổi đinh mùi, đến giờ phút này vẫn sống trong cảnh túng quẫn, con cái cũng vì đó mà ham giàu nhanh, giàu sổi, nên nghe theo lời dụ dỗ của đám lừa đảo, mà đầu tư vào tiền ảo, vào đỏ đen, vào tài xỉu, kết quả nợ ngập đầu. Mà nghèo nay lại càng nghèo hơn, trả nợ ba đời không hết. Bố mẹ là người đinh mùi, lúc này chỉ muốn chui xuống hố sớm cho nhanh. Để hóa giải hiểm họa này, hãy động viên con cái trau dồi kiến thức tài chính và đầu tư, khuyến khích họ tìm hiểu về các lựa chọn đầu tư an toàn và làm quen với các nguyên tắc cơ bản của đầu tư trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào. Đồng thời, hãy yêu thương con cái của mình vô điều kiện, nếu có thể hãy hỗ trợ con cái một số việc trong gia đình,
như trông cháu, nấu ăn, để con cái yên tâm làm việc hơn và đặc biệt những người gia đình khá giả, dừng ngay việc cho tiền bừa bãi. Hãy chỉ đầu tư khi con cái thực sự tu chí làm ăn, làm ơn, họ cũng đã hơn 30 tuổi rồi, hãy để họ tự quyết định cuộc sống của mình. Hiểm họa thứ hai, thời gian dành quá nhiều. Một số đinh mùi cả đời tằn tiện nhưng vẫn sống trong cảnh nghèo nàn, nên khi về hưu vẫn lo toan cuộc sống mưu sinh, vất vả từng ngày để giúp con giúp cháu, nhưng ngược lại có rất nhiều đinh mùi đã thành công và họ lui về ở ẩn sớm. Một số người lui về thì họ đầm ấm quê quần bên con cháu, nhưng một số khác họ cô đơn hơn, con cháu bận bịu không bên cạnh họ, hoặc bạn đời đã rời xa họ, nên họ thường phải đi tìm kiếm niềm vui từ bên ngoài. Tuy nhiên, nhiều đinh mùi lại rơi vào cảnh nhậu nhẹt, rượu chè, thuốc lá quá đà, khiến sau đó là bao nhiêu hệ lụy xảy ra, đó là bệnh về gan, phổi, không những thế, còn có thể gây tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến mình và cả người khác. Một số đinh mùi khác, đặc biệt là ở vùng nông thôn, sau khi uống rượu bia về, thường lôi vợ lôi con ra để mắng chửi, thực sự tác hại của nó quá lớn. Vậy nên đinh mùi ơi, tôi không nói rằng bạn phải đi làm hay gì, vì bạn xứng đáng được nghỉ ngơi rồi, nhưng tôi muốn nói rằng thời gian này, hãy nghỉ ngơi lành mạnh. Hãy dành thời gian rảnh của mình cho những hoạt động bổ ích, ví dụ như tìm kiếm các lớp tập thể dục dành riêng cho người già như yoga, đi bộ, aerobic nhẹ nhàng hoặc thiền. Những hoạt động này giúp cải thiện sự linh hoạt, sức mạnh và tăng cường tim mạch. Tìm hiểu về các câu lạc bộ và nhóm sở thích trong cộng đồng của bạn, có thể là nhóm đọc sách, câu lạc bộ thể thao, nhóm đi bộ, nhóm hát, nhóm nhảy hoặc các hoạt động khác mà bạn có sở thích, hoặc nếu bạn có sân vườn hay không gian ngoài trời, hãy trồng cây và làm vườn. Có thể đây là hoạt động thú vị và bổ ích, nó giúp tạo ra không gian xanh và cung cấp cho bạn một hoạt động thể chất nhẹ nhàng. Ngoài ra, bạn cần tìm tới bạn bè, nhưng tìm đến họ để tham gia những hoạt động bổ ích, ví dụ như chơi đánh cờ, uống trà, đọc sách, đàm đạo, chứ không phải tìm nhau để uống rượu bia, rồi đưa nhau vào cái hố tử thần sớm, đinh mùi nhớ nhé. Hiểm họa thứ ba, vấn đề sức khỏe. Đinh mùi có thể gặp phải những vấn đề sức khỏe không mong muốn, có thể bị ảnh hưởng bởi các căn bệnh, tai nạn hoặc vấn đề sức khỏe di truyền. Những vấn đề sức khỏe này có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và khả năng làm việc của người tuổi đinh mùi. Đinh mùi đặc biệt chú ý về vấn đề xương và khớp. Khi lớn tuổi, đinh mùi có nguy cơ cao hơn mắc những vấn đề về xương và khớp như loãng xương, viêm khớp hoặc thoái hóa khớp. Những vấn đề này có thể làm giảm sự linh hoạt và gây đau đớn, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và khả năng di truyền của bạn. Cách hóa giải. Quý cô bác cần chú trọng đến chăm sóc sức khỏe tổng thể, bao gồm việc ăn một chế độ ăn uống cân bằng, vận động thường xuyên, không hút thuốc, hạn chế uống rượu và đảm bảo đủ giấc ngủ. Đinh mùi nên tập trung vào sự thư giãn, thiền định, yoga hoặc các hoạt động giảm căng thẳng khác để duy trì sức khỏe khỏe mạnh. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với tử vi tuổi đinh mùi, sinh năm 1967, theo các mốc thời gian trong cuộc đời. Giai đoạn thứ nhất, tuổi từ 0 tới 12. Trong giai đoạn này, người tuổi đinh mùi thường tràn đầy năng lượng và tò mò với thế giới xung quanh. Họ có khả năng học hỏi nhanh chóng và có tinh thần độc lập. Tuy nhiên, họ cũng có thể mang tính cách nóng nảy và dễ bị kích động tùy hứng. Và trong giai đoạn này, do sức đề kháng của bạn còn non kém, nên rất hay mắc phải những căn bệnh vặt theo mùa và dễ bị kích động tùy hứng. Giai đoạn 2, tuổi từ 13 tới 30. Trong giai đoạn này, người tuổi đinh mùi có thể trải qua những thay đổi lớn về tư duy và quan điểm. Họ có khả năng thích ứng với sự thay đổi và tìm kiếm sự độc lập. Đinh mùi bắt đầu khám phá và hiểu rõ hơn về bản thân, những ước mơ, sở thích, giá trị và đam mê của mình. Bản mệnh bắt đầu độc lập hơn và phải đối mặt với nhiều trách nhiệm. Bản mệnh có cơ hội rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian, tài chính, quyết định và tự chăm sóc bản thân. Đinh mùi có cơ hội tự tìm hiểu, phát triển và xác định con đường mà bạn muốn đi trong tương lai. Tuy nhiên, họ cũng có thể có xu hướng ham vui chơi và dễ bị lôi cuốn vào cuộc sống xa hoa, buông thả như các trò chơi điện tử, thuốc lá, rượu bia, thậm chí là hút chích ma túy. Giai đoạn tuổi từ 31 tới 45. Trong giai đoạn này, người tuổi đinh mùi, sinh năm 1967, thường trở nên quyết đoán và tập trung vào xây dựng sự nghiệp gia đình. Họ có khả năng quản lý tài chính và sử dụng trí lực nhẹ bén để đạt được thành công. Đây là giai đoạn người tuổi đinh mùi đạt được sự ổn định trong sự nghiệp và đời sống cá nhân. Họ có thể phát triển sự nghiệp thành công và có thể có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, họ cũng có thể phải đánh đổi với nhiều áp lực trong cuộc sống, đó là áp lực về kinh tế, gia đình, con cái. Trong giai đoạn này, đinh mùi nếu không kiểm soát cảm xúc và hạn chế sự ham muốn nhục dục, bản mệnh rất dễ sa ngã vào lưới tình.
Điều này ảnh hưởng nặng nề đến hạnh phúc gia đình của bạn, thậm chí có gia đình phải chia ly và người khổ nhất vẫn là những đứa con ngây thơ của Đinh Mùi. Giai đoạn từ 46 tới 60 tuổi. Trong giai đoạn này, người tuổi Đinh Mùi có thể đạt được sự ổn định trong sự nghiệp và gia đình. Bản mệnh đã có công việc ổn định, có một khoản dư giả về già, vợ chồng hạnh phúc, gia đình đầm ấm hơn, con cái cũng đã lớn khôn hiếu thảo, xây dựng gia đình, bạn đã có cháu để tay bế tay bồng. Lúc này Đinh Mùi cụ kiên trì mạnh mẽ hơn để vượt qua những thách thức trong cuộc sống. Bạn như cây cổ thụ lâu năm, giờ đây không sóng gió nào có thể đánh đổ được bạn. Tuy nhiên Đinh Mùi lúc này cần lưu ý về việc duy trì sức khỏe và kiểm soát căng thẳng nhiều hơn. Đừng để bất cứ tiêu cực nào ảnh hưởng đến bạn, hãy vui vẻ và chuẩn bị đón tuổi già. Giai đoạn cuối cùng, từ 61 tuổi trở đi. Trong giai đoạn này, người tuổi Đinh Mùi có thể tìm kiếm sự thỏa mãn từ những thành tựu trong đời của mình và lui về gắn kết với gia đình nhiều hơn. Họ có thể trở nên nhân ái và tận hưởng những khoảnh khắc bình yên. Tuy nhiên, một số người vẫn làm việc hoặc tìm kiếm các công việc khác để làm vì một số lý do như họ vẫn cần tiền để mưu sinh, do đồng tiền tiết kiệm hoặc lương hưu không đủ, hay họ vẫn yêu thích công việc, muốn cống hiến hết mình cho công việc, hoặc cũng có thể họ đi làm để đổi lại niềm vui cho mình. Tuy nhiên, Đinh Mùi hãy thảo luận với gia đình, con cái, xem xét tình huống và sức khỏe của bản thân trước khi đưa ra quyết định nào và nghỉ ngơi khi bạn cảm thấy sức khỏe của mình không được đảm bảo. Vì có sức khỏe thì có tất cả, không có sức khỏe thì mọi thứ chỉ là vô nghĩa. Bạn có mang được nhà được xe sang thế giới bên kia không? Có ôm được tiền xuống suối vàng không? Hãy nhận thức rõ nhé! Tổng kết lại, cả cuộc đời của tuổi Đinh Mùi đã hy sinh và cống hiến. Giờ đây hãy vui tươi thoải mái sống thật hạnh phúc hết quãng đời còn lại bạn nhé. Bạn đã đến gần cuối của lá số tử vi này rồi. Có thể bạn đã quên hết tất cả những lời nói bên trên, nhưng bạn hãy cố gắng nhớ lời nhắc mệnh dưới đây trong hành trình làm người của mình nhé. Trên đời vốn không có chuyện gì, chỉ có con người tự gây phiền phức cho chính mình mà thôi. Có một số thứ không cần phải hỏi, bạn cũng sẽ tự ngộ ra được. Trên thế giới này, sự phiền não của rất nhiều người đều bắt nguồn từ cái tâm của chính họ. Nếu có tấm lòng khoan dung, con người sẽ ít chuyện. Ngược lại, nếu có tấm lòng hẹp hòi, nhỏ nhen, ích kỷ, con người sẽ trở nên nhiều chuyện và cũng gặp nhiều chuyện. Những con người khôn ngoan luôn hiểu được đạo lý này. Cũng chính bởi thế mà trong cuộc sống hàng ngày, họ luôn tránh hỏi ba việc, cụ thể là 1. Không hỏi về quá khứ. Có câu chuyện như thế này, mùa đông đến, toàn bộ cây cối hoa cỏ trong vườn đều trở nên điêu tàn. Một chú tiểu thấy khắp mặt đất đều là lá rụng, trong lòng liền trở nên muộn phiền. Chú tiểu thấy sư phụ đang ngồi thiền liền hỏi, sư phụ bình thường không phải người rất thích những thứ hoa cỏ này hay sao? Tại sao người lại không buồn bã vậy ạ? Sư phụ trả lời, hôm qua ta đã buồn cho nó rồi. Đến mùa xuân trăm hoa đua nở, sắc màu rực rỡ, khu vườn xung quanh chùa trở nên vô cùng đẹp mắt, chú điều thích thú lắm, vui vẻ tung tăng chạy khắp nơi. Lúc này sư phụ đang quét sân chùa, thấy vậy, chú tiểu cảm thấy khó hiểu, trong lòng thấy nghi hoặc liền hỏi sư phụ. Sư phụ, hoa đang nở đẹp, người không thấy vui ạ? Sư phụ vừa cười vừa nói, hôm qua ta đã vui thay cho nó rồi. Quả thực con người ở trên đời, việc tốt việc xấu gì rồi cũng sẽ qua và trở thành chuyện trong quá khứ, yêu hận tình thù cũng sẽ trở thành mây khói bay đi. Không nhớ về quá khứ, không mong ngóng tương lai, sống cho hiện tại, thuận theo tự nhiên là cách sống tốt nhất. Người trưởng thành thật sự sẽ không để quá khứ chiếm cứ hiện tại của mình, họ sẽ không để những chuyện của ngày hôm qua lấn chiếm hết ngày hôm nay của bản thân mình. 2. Không hỏi hiện tại. Nhà thư pháp nổi tiếng Trung Quốc, Vương Hi Chi, có tài năng thiên bẩm, nổ danh khi còn rất trẻ, nhưng bởi vì tính tình nông nổi, nên từ lúc 15-16 tuổi đã không còn có gì nổi bật. Có một ngày người cha đưa ông ra sau vườn, đồng thời nói với ông rằng, nếu con khiến 8 thùng nước trước mặt biến thành màu đen, thư pháp của con nhất định sẽ có tiến bộ. Từ đó Vương Hi Chi tập tĩnh tâm, ông không còn cố chấp với những thành tựu trước mắt nữa, mà bắt đầu chuyên tâm, đi sông nghiên cứu thư pháp, chăm chỉ luyện chữ cả ngày lẫn đêm. Đợi tới khi nước trong 8 chiếc thùng kia đều biến thành màu đen, thì Phương Hi Chi của lúc này đã đạt được thành tựu không thể coi thường trong lĩnh vực thư pháp. Có câu, bảo kiếm sắc bén được tạo ra từ quá trình không ngừng tu luyện mài giũa, hoa mai có được hương thơm cũng phải trải qua mùa đông giá rét. Việc đơn giản muốn làm tốt cũng không hề đơn giản, việc dễ mà làm cẩn thận, ắt đạt được thành tựu vô cùng phi thường. Ánh sao sáng không hỏi người qua đường vội vã, thời gian không phụ người có lòng, chúng ta chỉ cần cố gắng, những việc khác sẽ có ông trời sắp xếp. Từ xưa đến nay, những người làm nên bá nghiệp đều là người nắm bắt được hiện tại và sống cho hiện tại. Thế nên, đừng hỏi về hiện tại, hãy cứ làm tốt những việc ngay trước mắt mình là được. 3. Không hỏi tương lai.
từng có một người nông dân sống tự do tự tại, tự nuôi sống mình bằng nghề thả dê, trồng cây. Có một ngày anh đột nhiên nghĩ tới việc nếu như trời sập xuống, thì nên làm như thế nào đây? Nỗi âu sầu này cứ giống như ma chú vậy, lúc nào cũng quấn lấy anh ta, khiến anh ta đêm ngày đều cảm thấy bất an. Đáng ra anh ta là một người sống vô cùng vui vẻ, nhưng lại vì chuyện của ngày mai mà trở nên sợ hãi không thôi, cuối cùng sống hết một đời trong lo lắng, buồn bực. Tăng Quốc Viên từng nói, vật lai thuận ứng, vị lai bất nghênh, tạm hiểu là gặp chuyện gì cũng không nên oán trách, nên thuận theo tự nhiên, không nên lo lắng cho những chuyện chưa xảy ra, nên làm tốt những việc trước mắt, chuyện đã xảy ra rồi hãy cứ để nó trôi qua, không nên sợ hãi những việc chưa xảy ra, để cho tất cả thuận theo tự nhiên. Có câu, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, ngày mai là một ẩn số, không ai có thể đoán được trước, dũng cảm đương đầu với nó là cách làm tốt nhất. Tục ngữ nói, xe đến trước núi tất có đường, thuyền đến đầu cầu tự sẽ có lối qua, vạn sự vạn vật đều có cách giải quyết, không cần phải cảm thấy sợ hãi. Khi không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, chúng ta có thể lập kế hoạch cho ngày mai, nhưng không nên vì ngày mai mà lo lắng bất an, cuộc đời này nên học được, tam bất vấn, tức không hỏi đến ba điều trên. Không hỏi quá khứ, vì cuối cùng quá khứ cũng không thể quay lại được. Không hỏi hiện tại, làm tốt những việc trước mắt là được. Không hỏi tương lai, vì những điều bạn nghĩ trong lòng chưa chắc đã trở thành hiện thực. Làm tốt chính mình, sống tốt từng ngày mới là cách sống tốt nhất của đời người. Bạn có tán đồng với quan điểm này không? Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi. Chúng tôi rất trân trọng sự quan tâm và ủng hộ của quý bạn. Hy vọng những thông tin và nội dung mà chúng tôi chia sẻ đã đem lại giá trị cho quý vị trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý bạn trong những chương trình lần sau.